Đây là một lọ dầu Quân Diệp. Vân đã xài cho bé ngay từ lúc mà bé mới sanh ra được mấy ngày. Thì khi mà tắm xong á, mình sẽ lấy một hai giọt, mình bôi lên trên cái thóp này, rồi mình bôi lên trên ngực này, rồi mình bôi vào hai lòng bàn chân cho bé. Đặc biệt là với những ngày mùa đông á, thì mình nên cẩn thận để mà bé tránh cho bé bị cảm lạnh, rồi giúp cho bé cơ thể bé nó ấm áp hơn. Bé phải có cái bộ cắt móng tay riêng. Thì Vân có mua một set ấy, là gồm có một cái đồ bấm móng tay này, rồi gồm một cái lược nhỏ này, mình để mình chải sơ tóc cho bé. Nhưng mà mình nên cẩn thận bởi vì cái đầu của bé da còn mềm. Còn đây là cái bình để mà mình hút mũi cho bé. Thì nó cũng màu trắng. Và kế đến ấy là một cái bàn chải lông mềm. Thật sự là cái này Vân cũng không biết là dùng cho cái gì luôn. Cho nên Vân chỉ sử dụng ba ba cái sản phẩm kia thôi, là 1, 2, 3 và 4 trong cùng một bộ sản phẩm. Đây là cái lọ nước để mà nhỏ mũi cho bé. Thì vào mùa đông là bé thường hay có nước mũi hơn này, rồi mình mở máy sưởi thì sẽ làm cho cái nước mũi nó khô lại, rồi làm cho bé khó thở hoặc là thở khò khè. Thì cái sản phẩm này rất là hữu dụng, nó sử dụng được cho cả bé sơ sinh luôn. Thì đối với em bé sơ sinh là mình nhỏ mỗi bên mũi là từ 2 đến 6 giọt, hoặc là theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thì khi mà mình nhỏ xong á, thì là mình sẽ để một vài phút để mà cho nó cái nước mũi á, nó mềm ra. Thì bắt đầu mình mới sử dụng đến cái đồ mà đồ hút này. Thì khi mà mình hút á, mình nên đừng có để vào lỗ mũi của bé quá sâu, sẽ làm chảy cái niêm mạc, mình để ở ngoài thôi. Rồi mình bóp hơi xong đầu mình hút cái nước mũi ra cho bé. Khi bé gội đầu và tắm xong á, thì mình cần phải có tăm bông để mà mình lau cái vành tai cho bé, rồi mình lau sơ qua ở phía bên ngoài lỗ tai, tuyệt đối không có lau bên trong lỗ tai, kẹo sẽ làm chảy cái da tai, rồi nguy hiểm đến tai của bé. Đây là sữa dưỡng thể Cetaphil được chiết xuất từ hoa calendula, hay còn gọi là hoa cúc nhãn thọ. Thì vào những ngày mà thu đông á, trời nó hanh khô, thì sau khi mà mình tắm xong á, mình cho em bé sử dụng cái loại sữa dưỡng thể này, giúp cho bé đỡ bị khô da. Thì cái loại này nó rất là an toàn cho mọi loại da, đặc biệt là sử dụng được cho cả những em bé sơ sinh, cho nên mình rất là tin dùng cái thương hiệu này. Sử dụng sản phẩm này thì không có thấy nhờn rít, rất là dễ chịu. Là chai dầu gội đầu và sữa tắm, tức là hai trong một của Cetaphil được chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ, nhẹ nhàng làm sạch da và cung cấp độ ẩm cho da của bé. Thì sử dụng được cho cả mặt và toàn thân luôn. Thì một chai này sử dụng được rất là lâu và Vân đã xài cho bé ngay từ lúc mà bé mới sanh cho đến bây giờ. Vân xài một thương hiệu Cetaphil này cho cả dầu gội đầu, sữa tắm và cả lotion cho bé luôn. Đây là một cái tuýp kem mà để bôi lên da để chống hăm tã cho bé. Thì cái loại này xài cũng khá là tốt,
các mẹ riêng sau khi mà mình vệ sinh cho bé xong á, mình trước khi mình mặc cái tã mới vô á, thì mình nên lấy khoảng cỡ 2 đến 3 hạt bắp, mình bôi đều ở cái vùng da mặc tã để mà chống hăm cho bé, bởi vì hăm tã thì bé rất là ngứa ngáy rồi rát khó chịu. Cho nên đây là một sản phẩm tốt các mẹ nên mua để mà sử dụng cho bé nha. Em bé cũng giống như là người lớn mình á, mỗi lần mà ăn uống vô mà ví dụ như là nó không có tiêu hoặc là khó tiêu dẫn đến chướng bụng, bé sẽ khóc rồi khó chịu rồi có thể là dãi nữa. Cho nên là Vân được một người bạn chia sẻ cái lọ thuốc này. Nói là lọ thuốc thôi chứ thực ra cái dung dịch này nó cũng màu trắng đục rồi không không có thấy mùi gì hết, không có mùi hương gì hết. Thì tùy vào độ tuổi và cân nặng của bé thì mình sẽ cho uống. Như bé nhà Vân khi mà mấy tháng đầu là phải sử dụng đến nó là mỗi lần chỉ có 0,3 ml thôi. Một ngày cũng không được sử dụng quá 12 lần. Thì các mẹ có thể tham khảo để mà sử dụng cái sản phẩm này khi mà bé khó chịu vì chướng bụng nha. Rất dễ dàng tìm thấy ở trong Target. Cặp nhiệt kế là một vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình, đặc biệt là đối với gia đình mà có em bé sơ sinh hay là em bé nhỏ. Thì sau khi mà Vân sử dụng qua cái loại mà đo nhiệt độ bằng cách là chiếu lên trán hay là đo qua tai, thì Vân chỉ tin dùng và chọn loại này để sử dụng thường xuyên. Đó là mình đo nhiệt độ ở trong nắp này. Thì cái này mua ở siêu thị chỉ giá khoảng có 10 đô la mà thôi. Rất là dễ sử dụng mà mình còn chắc ăn nữa. Đây là xà bông dùng để rửa bình sữa rồi ti giả. Sau này khi mà bé chuyển qua ăn dặm á, mình cũng dùng xà bông này để mà rửa chén và muỗng ăn dặm cho bé luôn. Và khi mà mình sử dụng hết chai này á, thì mình cứ giữ cái chai lại nha. Rồi mình sẽ mua cái bịch xà bông rồi bắt đầu mình đổ vô thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Tiện thể mình cũng giới thiệu luôn về cái cây cọ mà để rửa bình sữa. Thì cái cây cọ này á, nó có một đầu là bằng bông này, xong rồi có cây cái tua gai này, xong ở ngay trụ của cây á, mình xoắn nó ra, sẽ có một cái dụng cụ để mà rửa cái ti giả. Đây là chén ăn dặm mà mình mua ở siêu thị. Thì một bộ của nó là có 4 chén với 4 màu khác nhau. Thì cái loại này là hiệu NUK, nó là Make in USA luôn. Khi mà mình nhìn thấy cái comment ở trên người ta review á, mà mình thấy nó là Make in USA, thế là mình mua luôn. Cái sản phẩm này rất là tốt. Và khi mà mình mua là nó sẽ có thêm, có cả cái nắp nữa, có cái nắp màu trắng trong á, để mình đậy lên á, vừa vệ sinh vừa sạch sẽ. Bên cạnh đó mình cũng nói luôn á, là muỗng cho bé tập ăn dặm á, thì mình nên mua cái loại mà bằng silicone, thì nó vừa mềm mà nó lại an toàn nữa. Mình đừng có nên dùng cái muỗng inox, nó sẽ có thể là phạm phải cái nướu răng của bé. Rồi nhiều lúc á, khi mà bé mọc răng á, bé hay có cái tật cắn á, mà dùng muỗng inox á, thì sợ bé cắn trúng á, thì sẽ hại đến cái men răng của bé. Cho nên á, mình nên xài những cái muỗng bằng silicone như thế này. Thì khi mà mình mua cái này, mình mua 4 chén rồi có cả 4 cái nắp. Muỗng á, thì sử dụng thì rất là tốt. Mình không nhớ là cái muỗng này nó có là kèm trong một set của cái chén hay không, nhưng mà mình thấy cái loại này thì rất là tốt cho nên mình muốn giới thiệu đến các mom. Hy vọng sẽ giúp ích được một phần nào đó khi mà các bé chuyển qua ăn dặm.
thì các mom sẽ đỡ bị lúng túng khi mà mình chọn chén hay là muỗng như thế nào. Khi mà bé ăn dặm á, thì ngoài uống sữa mẹ này hoặc là cơm, cháo, rau củ, trái cây thì có những cái lúc mà trong ngày á, mình có thể cho bé ăn thêm những cái snack hay như cái này là bánh ăn dặm cho bé này, thì nó có vị chuối rồi táo rồi dâu. Bé sẽ rất là thích bởi vì nó có hình ngôi sao, xong nó cũng hơi ngọt thôi, không có ngọt nhiều, mà dành cho từ 8 tháng trở lên nha. Thì ngoài bánh ăn dặm này ra, mình có thể cho bé ăn thêm sữa chua, nhưng mà là dạng viên, nó tan chảy ở trong miệng. Thì đây là loại sữa chua dạng viên đây, là có vị dâu, nó có dâu rồi có các loại như là việt quất đó, thì nó tan ở trong miệng. Nhưng mà mình khuyên á, là các mẹ á, nên bẻ nhỏ ra rồi hẵng đút cho bé, chứ nếu mà nguyên một viên như vậy á, bé mà nuốt trọn á, thì cũng không có nên. Đây là sản phẩm mũ đội đầu cho em bé. Đối với những bé mà đang tập đứng, tập đi, nó hơi dễ bị vấp ngã, thì cái mũ này á, thì là cái công cụ hữu hiệu để mà bảo vệ đầu cho bé. Thì nó rất là êm, nó dày, rồi nó có những cái khe hở như thế này để mà giúp cho đầu không bị nóng, rồi thông thoáng. Rồi nó có hai sợi dây để cột, có cả miếng nhám để mà mình có thể điều chỉnh phù hợp sao cho vừa vặn với đầu của bé. Thì sản phẩm này bán trên Amazon, mình mua có 17-18 đồng mà. Các mẹ tham khảo cái kiểu mũ này ha. Đồ dùng sơ sinh thì không thể thiếu được những chiếc mũ bằng vải cho bé. Thì tuy là Vân săn con vào mùa đông, nhưng mà khi mà Vân mua mũ cho bé thì Vân cũng mua những cái mũ mà thuộc dạng như là vải thun bình thường thôi, cũng không hẳn là chất liệu len. Như vậy là đủ giữ ấm cho bé rồi, tại vì mình cũng có mở máy sưởi á, thành ra chỉ cần mua những loại mỏng thôi để đầu của bé không có bị nóng quá. Còn về quần áo á, thì mình có thể chọn những cái bộ đồ như nó liền áo quần như thế này. Thì mình sử dụng cái khóa kéo á, thì khi mà mình mặc cho bé thì nó cũng nhanh hơn, rồi nó tiện hơn. Mình nên mua những cái bộ đồ liền mà nó liền cả chân như thế này này, thì nó sẽ tiện hơn, bé đỡ phải đi dớ chân. Còn đối với lại cái tay á, ống tay á, thì bên này những cái bộ đồ cho em bé á, mình có thể sử dụng như là cái bao tay luôn. Khi mà mình đút cái tay bé vô rồi á, thì mình có một cái miếng, có cái miếng vải nhỏ bên cạnh á, là mình sẽ lật nó lại, mình lấy tay mình lật nó lại thì là bé sẽ được giữ ấm luôn mà mình không cần phải đeo bao tay. Tức là một bộ đồ này á, mình sẽ đỡ cái công đoạn là đeo vớ chân này rồi bao tay cho bé, rất là tiện lợi. Còn ví dụ như mình không muốn mua bộ đồ liền như thế này mà mình cho bé mặc áo riêng và quần riêng á, thì mình khuyên các mom á, là mua những cái áo mà có cúc bấm. Có cúc bấm thì đúng là khi mà mình bấm cúc á, nó cũng hơi lâu so với mình có cái áo mà khóa kéo, nhưng mà nó cũng có cái tiện lợi riêng của nó. Rồi ví dụ như là mom nào mà mua mấy cái áo mà áo chui cổ á, thì đối với bé sơ sinh mà tay tay của mình còn đang yếu, mình nương, mình sợ là đỡ cái đầu rồi cổ rồi chui áo vô cổ á, mình hơi nhát tay á, thì mình mua cái áo này rất là tiện, mình chỉ cần xọc hai cái tay vô xong mình luồn qua lưng rồi mình bấm lại thôi, coi như mình hạn chế nâng đỡ cái cổ bé lên. Đối với mom nào mà lần đầu làm mẹ giống như Vân á, thì thật sự là rất là sợ mỗi lần mà thay áo cho bé. Kế đến là bao tay, mình cũng mua bao tay vải thun thôi. Rồi đối với vớ chân á, thì Vân mua cái loại vớ mà vải thun giống như thun len này. Sau đó khi mà bé lớn hơn một chút á,
thì Vân mua cái loại mà vớ cho 6 đến 12 tháng. Thì ở cái giai đoạn này á, là có những bé đã bắt đầu tập đi, tập trườn. Cho nên cái vớ chân ấy, nó có cái giống như là họa tiết hay là chữ mà bằng nhựa ở dưới cái bàn chân, dưới lòng bàn chân ấy, để cho bé khỏi bị trơn khi mà di chuyển. Và đây là cái vớ mà màu xanh ấy, là cái mà Vân mới mua, vải rất là mềm mà ấm, thun thì mềm, không có bị siết ngay cổ chân của bé. Ở dưới cũng có những cái hạt nhựa nó được ép trên vải luôn, thì bé đi nó sẽ không có bị trơn hoặc là trượt, nó sẽ hít dưới cái sàn nhà. Rồi bên cạnh đó mình cũng phải sắm những cái khăn tay, khăn mặt cho bé. Thì những cái loại mà nó mềm, mà nó mỏng, mà nó đừng có bị tưa cái bông ra. Thì Vân, cái này là Vân được cái bao tay, cái khăn tay này là Vân được cho. Và Vân xài thì bé rất là thích. Xong rồi đến cái này là yếm. Thì khi mà bé uống sữa, hay là đặc biệt là khi mà bé bắt đầu ăn dặm á, thì cái yếm này rất là tiện, đồ ăn nó không có rơi vào áo. Nhưng mà một số bé năng động thì hay giật nó ra, không có chịu đeo. Một số hình ảnh hồi trước là khi mà Vân mua đồ về, Vân cũng hay chụp lại ấy, như là bao tay, rồi yếm, rồi vớ chân. Rồi các mom nhớ là phải sắm mền cho bé nha. Mình có mền mỏng và mền dày, tùy vào mình lựa chọn là con mình săn vào mùa nào.